Honda City 2020 lộ diện tại Việt Nam, tiểu ác có thay đổi toàn diện đèn nẹt Toyota Vios. Thế hệ mới của Honda City tại Việt Nam vừa được một tài khoản Facebook hé lộ ảnh đầu tiên, hứa hẹn sẽ ra mắt khách hàng trong thời gian gần. Sau nhiều thông tin đồn đoán cũng như hé lộ từ tư vấn bán hàng đại lý, Honda City 2020 đã rò rỉ hình ảnh thực tế tại Việt Nam. Hình ảnh này được cho là chụp trong sự kiện nội bộ dành cho đại lý. Trước đó, phía đại lý từng tiết lộ rằng Honda City thế hệ mới có lịch ra mắt dự kiến vào cuối năm nay, nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt. Với hình ảnh rò rỉ này, có thể trông đợi City 2020 sẽ xuất hiện đúng với kế hoạch. Hiện chưa rõ Honda City tiếp tục được lắp ráp trong nước hay chuyển sang nhập khẩu. Đã từng có một số tin đồn đoán về việc City 2020 đổi sang nhập khẩu. Tuy nhiên, theo bảng đánh giá an toàn ASEAN của City phiên bản lắp ráp tại Thái Lan hồi tháng 3 năm 2020, thì bản này thời điểm đó không được bán tại Việt Nam. Bởi vậy, có khả năng City mới được duy trì lắp ráp trong nước. Thông số kỹ thuật và trang bị cụ thể của xe chưa được hé lộ. Đối chiếu với City 2020 được bán tại một số quốc gia khác trong khu vực, bức hình chụp lại được cho thấy chiếc này thuộc phiên bản RS đã che logo. Cụm đèn chiếu sáng LED hoàn toàn kiểu mới nối liền với lưới tản nhiệt. Gương chiếu hậu gắn vào cửa xe thay vì gắn trên cột ai như đời cũ. Bộ vành 5 chấu kép phay 2 tông màu có thiết kế điệu đà hơn. City còn được ví là tiểu ác co với những đường nét tương đồng. Không chỉ thay đổi thiết kế, thế hệ mới nhất của City còn có những điều chỉnh trong kích thước. Xe dài hơn 113mm, rộng hơn 53mm nhưng trục cơ sở lại ngắn hơn 11mm. Không gian bên trong mẫu sedan hạng B này hứa hẹn rộng rãi hơn. Thiết kế nội thất có một chút thay đổi với một số chi tiết khá giống với Accord, điển hình là vô lăng. Tư vấn bán hàng đại lý cho biết City mới đổi động cơ xăng loại tăng áp, dung tích 1 lít. Nếu giống bản lắp tại Thái Lan, mẫu xe bán tại Việt Nam sẽ có công suất cho công suất 120 mã lực và mô men xoắn 173 Nm, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT. Các trang bị an toàn trên City 2020 về cơ bản giống mẫu cũ. Mẫu xe này được đánh giá an toàn 5 sao. City từng là mẫu xe lắp ráp duy nhất của Honda tại Việt Nam từ cuối năm 2017. Tuy nhiên, đến nay, CRV đã quay trở lại lắp ráp. Năm 2020 là thời điểm đánh dấu sự vươn lên của doanh số City so với CRV. Trong 8 tháng đầu năm, mẫu sedan đô thị bán chạy hơn với doanh số 5.374 xe so với 4.862 xe của CRV. Trong khi đó, năm ngoái, City chỉ xếp dưới với 9.702 xe, ít hơn so với doanh số 13.337 xe của CRV. Trong phân khúc sedan hạng B, Honda City không phải xe bán chạy nhất trong năm nay. Vị trí này dành cho Toyota Vios với 16.208 xe bán ra trong 8 tháng đầu năm. Xếp dưới là Hyundai Accent với doanh số 10.961 xe. Các mẫu Mitsubishi Atra và Kia Soul bán chậm hơn với doanh số 2.481 xe và 4.180 xe. Mặc dù vậy, đã từng có thời điểm City bán vượt cả Vios và Accent. Tháng 6 năm 2020, City bán được 2.183 xe, bỏ xa Vios với 1.821 xe và Accent với 1.163 xe. Nếu không có gì thay đổi, City và Atra sẽ là hai mẫu xe trong phân khúc được làm mới trong năm nay. Đáng chú ý, City là thế hệ mới hoàn toàn, còn Atra chỉ là bản nâng cấp facelift. Vios, Soul và Accent đều chưa có kế hoạch nâng cấp nào cho đến cuối năm.